cái dạng bài thực tế thì nó khó ở một cái điểm đấy là cái con số của nó to, được chưa? Thì ta có một cái kỹ năng để mà làm cái dạng bài thực tế này. Một loại chất béo có chứa 75% triglycerin về khối lượng để sản xuất 3.000 bánh xà phòng cần dùng tối thiểu x kg loại chất béo trên phản ứng với đạm hát. Biết rằng mỗi một bánh xà phòng thì có chứa 70 g sodium stearate giá trị cần nhất với giá trị nào sau đây. Thì đây là một cái dạng bài thực tế. Cái dạng bài thực tế thì nó khó ở một cái điểm đấy là cái con số của nó to, được chưa? Thì ta có một cái kỹ năng để mà làm cái dạng bài thực tế này, thì đó là chúng ta tính cái con số nhỏ trước, rồi sau đó mình sẽ đi nhân lên để mình ra con số to. Ví dụ đây là để sản xuất, yêu cầu để sản xuất 3.000 bánh thì cần dùng tối thiểu x kg loại chất béo mà em cần đi tìm bánh. Vậy thì bây giờ thay vì vậy, mình đã có dữ kiện về mỗi bánh xà phòng rồi, thì mình sẽ đi tính rằng là để sản xuất mỗi bánh xà phòng thì cần bao nhiêu kg chất béo, được không ạ? Đấy, thì chất béo này ra được đây, một bánh xà phòng nhé. Bây giờ mình đi xác định, bước một mình đi xác định là để sản xuất một bánh xà phòng thì cần bao nhiêu chất béo, được không ạ? Thế trong một bánh xà phòng thì chứa 70 g sodium stearate, C17H35COONa, đúng không ạ? Thì, vậy thì để mà ra được cái xà phòng này thì phải bắt nguồn từ anh chất béo. Chất béo là triglycerin C17H35CO 3 lần C3H5. Được không ạ? Ok nhá. Và chất béo chứa 75% này, đây không có hiệu suất. Vậy này, anh này sẽ ra 3 anh sẽ ở H35 này, ta tìm được số mol này, 70 g chia phân tử khối. 70 g chia phân tử khối. Phân tử khối bằng bao nhiêu đây? 12 nhân 17 cộng 35 cộng 67 bằng 306. Vậy ta sẽ suy ngược lại được. Số mol của triglycerin là 70 phần 306 chia 3. Đây là thầy ghi cho các bạn dễ hiểu, nhưng thực ra cái việc này chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể bấm máy tính thật nhanh được, đúng không ạ? Vậy từ đó thì mình sẽ suy ra được để sản xuất một bánh xà phòng thì cần khối lượng chất béo bằng 70 chia 306 chia 3 nhá, rồi nhân với phân tử khối của triglycerin. Phân tử khối của triglycerin thì bằng 890, đúng chưa? Nhưng mà chất béo chỉ chứa 75% triglycerin thôi, nên lại chia tiếp cho 0,75, được chưa? Bây giờ cuối cùng này, giá trị của x, x là giá trị của chất béo sản xuất 3.000 bánh xà phòng, được chưa? Suy ra này, để sản xuất 3.000 bánh xà phòng thì cần m chất béo bằng 70 chia 306 chia 3 nhân 890 nhân chia 0,75 nhân 3.000, được không? Thế để như này là để cho số nó chuẩn. Này có các bạn có máy tính thì nó nhanh hơn nhá. Máy tính thì nhanh hơn thấy rất là nhiều, được không ạ? Ta sẽ có này, 70 chia 306 chia 3 nhân 890 chia 0,75 nhân 3.000 bằng 271,459, đúng không? 271,459 kg nhá. Còn lại khi mình bấm máy tính ra là 271,459 g, đúng không? Thì nó bằng 271,459 kg, thì nó gần nhất là 271 kg. Đáp án chính xác của chúng ta đó là đáp án A, rất dễ nhá, rất dễ dàng.